Xin chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại với Tech Mag Việt Nam. Các bạn thấy mình có bí hiểm không? Đấy. Cái hình ảnh này nó trông nó hơi kiểu cũ cũ một tí, nó kiểu gọi là gì? Bí hiểm kiểu ngày xưa. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói đến một thứ cũng kiểu không bí hiểm lắm nhưng mà cũng khá là xưa rồi đấy. Nào, hãy bắt đầu video nhé. Chúng ta đã nói quá nhiều về sự phát triển của công nghệ trên điện thoại di động rồi. Theo thời gian thì những chiếc điện thoại đã ngày càng đẹp hơn, bền chắc hơn, viên thì mỏng hơn và sức mạnh phần cứng cũng cao hơn. Màn hình cũng lớn hơn nhưng còn vấn đề pin luôn bị chỉ trích qua ngày này tháng khác. Điều này có thể hiểu được khi mà các nhà sản xuất đang cố gắng trong tuyệt vọng để giải quyết vấn đề lỗi thời của pin bằng cách đắp vào những thứ khác như là sạc nhanh hơn hay là tăng dung lượng pin, nhưng mà cũng phải đánh đổi bằng những hậu quả như là pin nhanh chai hơn cùng khả năng rủi ro cháy nổ liên quan đến pin cũng lớn hơn, vân vân. Tuy nhiên thì công bằng mà nói thì pin không hẳn là một thứ bị chê là lỗi thời đâu nha. Mà sự thật còn có một thứ khác cũng chẳng chịu lớn, đó chính là độ phân giải màn hình. Về cơ bản thì cách đây 10 năm, màn hình của điện thoại đã bắt đầu thể hiện sự thăng tiến chóng mặt về độ phân giải. Bắt đầu là từ iPhone với màn khơi màu tiêu chuẩn Retina thần thánh và sau đó là độ phân giải màn hình trên smartphone thăng tiến qua từng năm, vượt ngưỡng HD, Full HD, 2.5K, 4K, nhưng mà mọi thứ đã nhanh chóng kết thúc và sau đó là một cuộc cải lùi khổng lồ. Rồi cho đến bây giờ, tiêu chuẩn màn hình trên điện thoại lại quay trở về độ phân giải Full HD đã được thiết lập từ 8 năm trước. Tức là thời điểm mà chiếc HTC Butterfly thiết lập nên tiêu chuẩn này. Thực sự thì có thể nói đây là một điều khó hiểu bởi vì màn hình chính là linh kiện mà chúng ta tác động nhiều nhất hàng ngày với thiết bị, bất kỳ thiết bị nào chứ không chỉ riêng là điện thoại. Và cuộc cạnh tranh càng ngày càng nóng bỏng trên smartphone sẽ đồng nghĩa rằng các nhà sản xuất phải tìm đến nhiều sự đổi mới hơn mới đúng. Nhưng mà không, điện thoại có thể ngày càng nhiều nhân xử lý, càng ngày càng nhiều RAM, camera ngày càng to, pin ngày càng lớn, thủy tinh ngày càng nhiều, nhưng mà chỉ có màn hình là chỉ có một cái hay là có hai cái, nói chung ít lắm và độ phân giải cũng không nhiều, chẳng có thay đổi mấy. Mặc cho những thứ khác được coi là nâng tầm chất lượng để đắp vào như là P3, HDR hay là chuẩn Netflix vân vân, thì cái mặt của điện thoại bây giờ vẫn rỗ như 10 năm trước vậy. Nó không khác gì các diễn viên trang điểm cố gắng chát cả cân phấn vào mặt một bà lão để che đi những cái vết nhăn của năm tháng vậy. Để giải thích cho cái vấn đề này thì có lẽ chỉ có một cách thuyết phục duy nhất cho người dùng chúng ta, chính là sự thỏa hiệp của các nhà sản xuất. Về cơ bản ấy, xét ở mặt bằng chung hiện nay thì độ phân giải Full HD hay là Full HD Plus đã được coi là thông dụng trên hầu hết các phân khúc và chỉ ở phân khúc cao cấp thì mới thấy lác đác các sản phẩm tấm nền cao hơn như là QHD hay là 4K, nhưng số lượng quá ít so với phần còn lại. Nhưng mà thực tế thì những tấm nền đó vẫn chỉ là cái vỏ bên ngoài, còn mặc định hiện nay hầu hết các nhà sản xuất đều áp dụng độ phân giải chuẩn là Full HD cho màn hình của mình trên hầu hết tất cả các phân khúc, dĩ nhiên là trừ tầm giá rẻ ra. Lấy một ví dụ cơ bản là Samsung đi. Samsung là một trong những nhà sản xuất smartphone đầu tiên áp dụng cách này trên dòng Galaxy S, tức là thiết lập độ phân giải mặc định là Full HD Plus. Ví dụ cụ thể như là Galaxy S20 Ultra, mặc dù màn hình của máy có độ phân giải là 3200x1440 pixel nhưng lại chỉ được thiết lập hiển thị ở mức Full HD Plus mà thôi. Không chỉ riêng Samsung đâu, một loạt các nhà sản xuất cũng học tập theo cái xu hướng này. Có thể kể tới như là Huawei, OnePlus hay là LG. Tất cả đều mặc định để người dùng sử dụng độ phân giải Full HD cộng nếu không chỉnh lại từ đầu. Lý do đằng sau cái xu hướng kỳ quặc này chính là do thời lượng dùng pin. Như đã đề cập ban đầu thì công nghệ pin là một trong những công nghệ ít phát triển nhất trên một chiếc smartphone. Để có thể tăng thời lượng sử dụng pin thì các nhà sản xuất không còn cách gì khác ngoài tăng dung lượng pin và giảm thời gian sạc, tức là công nghệ sạc nhanh đấy. Kể cả với những chiếc smartphone có dung lượng pin lớn tới 5000 mAh như Galaxy S20 Ultra, việc mang trong mình quá nhiều công nghệ và tính năng cũng vẫn là cái cơn ác mộng đối với bất kỳ viên pin nào. Cơn ác mộng này ngày càng trở nên thảm họa hơn khi mà xu hướng màn hình tần số quét cao và công nghệ mạng di động 5G trở nên phổ biến. Để có thể đáp ứng được cái thời lượng sử dụng pin tiêu chuẩn của người dùng, giờ đây giải pháp có thể coi như là duy nhất bên cạnh việc tăng dung lượng pin là thiết lập máy chỉ sử dụng mặc định độ phân giải ở Full HD cộng. Việc sử dụng smartphone ở độ phân giải QHD cộng cộng với tần số quét cao có thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn bạn tưởng. Đó cũng chính là lý do khiến chiếc iPhone 11 với màn hình HD Plus thấp hơn rất nhiều lại là một trong những chiếc smartphone được đánh giá là có thời lượng pin dùng cao nhất trên thị trường. Trong khi người dùng vẫn hoàn toàn có thể tự thiết lập sang độ phân giải cao hơn để sử dụng hết công suất của máy, thế nhưng những gì mà họ phải đánh đổi sẽ là thời lượng pin, thứ mà chẳng có nhà sản xuất nào dám cam kết một khi người dùng đi ngược lại với những gì được thiết lập mặc định ban đầu của họ.
mà trên thực tế thì đa số người dùng phổ thông sẽ chẳng dành thời gian lục lọi cài đặt máy để thay đổi những gì đã được thiết lập sẵn đâu. Bên cạnh đó thì một lý do nữa để cho thấy Full HD đã và vẫn trở thành tiêu chuẩn trên hầu hết điện thoại chính là bởi nó đã quá đủ để tương tác với mắt người dùng rồi. Cần biết rằng ở khoảng cách sử dụng smartphone thông thường nhất, mắt người khó có thể phân biệt được các điểm ảnh rời rạc khi mà màn hình có mật độ điểm ảnh lớn hơn 300 ppi. Đối với những mẫu smartphone có độ phân giải Full HD Plus ngày nay thì kể cả trên màn hình có kích thước là 6 inch thì mật độ điểm ảnh cũng ở mức trên 400 ppi và giảm dần khi kích cỡ màn hình càng ngày càng tăng. Ở kích cỡ là 6,7 inch của chiếc Xiaomi Mi 10 và độ phân giải Full HD Plus, mật độ này cũng là trên 380 ppi. Rất khó để mắt thường có thể phân biệt được từng điểm ảnh, kể cả đối với những người có thị lực siêu tốt thì chẳng nữa. Và nếu có ai đó cứ nặng nặc cho rằng họ có thể nhìn thấy điểm ảnh của một màn hình Full HD thì hãy tốt nhất là đừng tranh luận gì nữa, bởi vì sẽ phí thời gian với những người như thế này. Rõ ràng thì Full HD là một thứ thể hiện sự thỏa hiệp của hầu hết các nhà sản xuất để đánh đổi lấy các công nghệ khác phụ trợ như là màn hình tần số quét cao, HDR, VR, v.v. Vốn sẽ khiến ngốn pin nhiều hơn so với bình thường, cũng như là để dành năng lượng cho các công nghệ mới như là 5G này, hay là chip xử lý mới, súng cao hơn, nhiều nhân nhiều luồng hơn. Sự phổ biến tối đa của Full HD cũng cho thấy những độ phân giải cao lớn hơn như là QHD hay là 4K đã chứng tỏ sự kém hữu dụng của mình trong việc sử dụng hàng ngày. Chúng tiêu tốn nhiều năng lượng pin hơn để cung cấp một trải nghiệm tốt hơn không đáng kể và lại còn khó có thể phân biệt được. Một điều nữa quan trọng không kém trong việc độ phân giải Full HD vẫn chiếm trệ ngôi vua di động, đó là hầu hết các nền tảng chia sẻ nội dung media đều giới hạn độ phân giải ở Full HD. Ví dụ như là Netflix chẳng hạn, nếu bạn xem trên smartphone với chứng chỉ Wi-Fi L1 thì sẽ chỉ xem được tối đa là Full HD mà thôi. Hay là YouTube, phần lớn video vẫn chỉ phát ở Full HD. Dù có tăng từ 30 lên 60 FPS đi chẳng nữa thì vẫn là Full HD. Nói tóm lại thì Full HD đã xuất hiện trên điện thoại gần chục năm nay rồi, nhưng nó sẽ còn thống trị di động thêm một khoảng thời gian rất dài nữa, ít nhất là cho đến khi công nghệ pin phát triển vượt bậc. Còn bây giờ thì các chuẩn độ phân giải cao hơn nó như là QHD hay là 4K thực tế cũng chỉ là công cụ để các nhà sản xuất kiểu khè nhau là chính trên các flagship của họ mà thôi. Dù sao thì đó cũng là một sự thỏa hiệp để giúp cho trải nghiệm tổng thể của người dùng trên điện thoại tốt hơn, thay vì soi hơn thua vài cái điểm ảnh nhỏ. Còn các bạn thì sao? Các bạn có nhìn thấy một điểm ảnh ở khoảng cách 30cm hay không? Mình thì không. Còn các bạn hãy chia sẻ một cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.